Nào, chúng ta đến với trận thi đấu thứ tư. Vâng. Không. Cá tha. Vâng, hơi buồn. Katha Sam. Và bên kia là Mark Babylon. Vâng, trời cần thôi. Nào, chúng ta đến với trận thi đấu thứ tư. Trận thi đấu thứ tư trong C5 này. Vâng, giải quyết C này luôn đi. Vâng, hy vọng chiến thắng tỷ số 3-1 trong trận đấu thứ năm này. Và bài mình là Katha trong tay của Tý. Vâng, trận thi đấu này đánh giá bên kia. Vâng, quân thì cũng không lệch đâu. Vâng, quân cân rồi. Và bên kia cũng không có tuyển cho lắm. Vâng, Max C và Baby. Bên mình Summer và Katha. Một bài Katha đi ăn của Tý. Và đây, ui rồi. Vâng, đây là đôi vòi thì sẽ là một bài Max Bình. Vâng, có vẻ như bầy hươu ở kia tương đối gần nhà Hoàng anh nhỉ. Vâng, một con voi vẫy tai. Vâng, nó hơi vô lý. Con voi vẫy tai mà không có ai đến à. Không có con voi cái, con voi đực nào đến. Vâng, có vẻ như cái sự hấp dẫn của mùi con voi này không có. Ôi. Vâng, tình huống mà hơi đáng tiếc khi mà con nông dân có vẻ như nó hơi lác. Ôi không. Vâng, đảo qua máy của anh Hoàng anh nhỉ. Vâng, quá khủng khiếp cho bài người cầm Summer này. Vâng, nguyên một bầy. Vâng, có thể nói đây là một bầy voi. Vâng, có thể nói đây là một bầy voi của Hoàng Mai Nhi. Vâng, về cái khe rừng kia vẫn còn có một đôi voi nữa. Vâng, đây có thể nói là một bầy voi 5 con cho anh Hoàng Oanh nhỉ. Và anh có lẽ là để một con voi này lại cho Tý. Vâng, trở lại trận thi đấu này thì có vẻ như hai bên nhà của mình. Vâng, hai nhà của Tý cũng như là Hoàng Mai Nhi về đồ ăn có vẻ như là mắc binh rồi. Vâng, một bài mà Tý thời điểm đầu chết một dần. Về đồ ăn thì không phải bàn trong trận thi đấu này. Vâng, như vậy là anh quyết định cầu con voi này về. Vâng, có vẻ chiếc BG này đặt chiếc con voi là đẹp đấy anh. Vâng, nhìn một bài rất nhiều voi của Hoàng Mai Nhi và anh sẽ đánh với 26 dân của Summerian. Và lên đời có vẻ như khoảng rơi vào 82x. Vâng, 27 dân. Vâng, rất trâu dân Summer. Vâng, đầy một lượng dân mà không xoắn những đơn vị chém cho lắm. Vâng, chỉ cần đứng khoảng 5 con thôi. Vâng, đứng khoảng 5 con dân này thôi, có thể chơi hoàn toàn chơi solo. Chơi ngang phèo với con giò. Thậm chí con giò đó bạn chắc chắn chưa dám có cửa để đứng lại thi đấu. Vâng, trở lại ngay một tí đi. Một bài Katha đi ăn. Về đồ ăn tương đối mắc binh rồi. Nhưng mà bị mất một dân thôi. Vâng, chuẩn bị lên đời rồi cơ. Vâng, một trận sẽ là trong 9. Vâng, liệu có kịp trong 9 không? Và lượng gỗ là nó lên nó hơi vâng, nó hơi có vẻ như chưa đủ. Vâng, một bài phải nhảy sang 10 rồi. Về lực thì chúng ta không phải nghĩ ngợi đối với bài Katha này. Vâng, mặt bên kia vẫn còn có một con hươu tại
Vâng, các nhà bên đội bạn thì cũng đã lên đời hết rồi. Người 16 về lớp. Vâng, điểm số rất cao là cầm Maxe. Có lẽ Maxe này đi đứt giò rồi, hoặc là vâng, liệu rằng có tình huống đâm y sớm vào nhà anh Hoàng Anh y không? Vâng, hơi nghi ngờ với cái tên dâng y lên sớm đâm vào nhà anh Bách. Khi mà nhà anh Bách thời điểm này đã bò, và anh quyết định bò răng ra đây. Có lẽ là bò răng cho hai nhà chăng? Chúng ta xuyên máy tí xem. Vâng, vâng, bầu 6 đã có giò. Bầu 6 có giò tại nhà tí rồi. Và tí xem nào. Vâng, nâng cấp một công nghệ. Vâng, đây gặp nhà bầu 6. Vâng, mình chơi lại luôn. Vâng, ăn tên ăn miếng trả miếng đi. Vâng, giò của mình, lực của mình cũng hoàn toàn chơi thoải mái khi mà để nâng cấp công nghệ. Vâng, có một lớp giáp, ít nhập lớp giáp. Và đây là chiếc BL thứ hai của VLOG. Vâng, không cho VLOG xây L thứ hai luôn. Vâng, không cho VLOG xây L thứ hai. Vâng, không thể xây được. Vâng, vẫn phải mang nông dân đây. Một tên vẩy E2. Một tên vẩy E2 vẫn ăn được 2 dân và 3 dân của người cầm bầu 6. Ăn miếng trả miếng vào đứng cái khe này. Vâng, đứng vào cái khe BL này, vẩy E mặt bên kia là được. Vâng, để ý nếu là được bạn vòng dân con điên mình vẩy E. Vâng, dân xếp hàng vào đây. Vâng, ăn 4 dân. Vâng, ăn 4 dân của người cầm bầu 6. Và những cái tên đổi dân, mạng đổi mạng thôi. Trở lại máy anh Hoàng Mai Nhi, tham lại là 28. Và thời điểm này chưa ai có thể chọc máy được. Anh để ý. Vâng, có khả năng. Vâng, đang nghi ngờ một tên liệu rằng Maxe của bên lớp có dâng đi vào đây không. Thôi mình là lạc đà của tí đã có rồi. Một bài mà hai bên nhà mình thông nhau. Một bài thông nhau. Vâng, thông nhau. Vâng, bên lớp chơi vào đây. Vâng, đánh với 2BL. Vâng, nếu mà đánh thời điểm này đánh 2BL thì vẫn chưa thể có gỗ. Có lẽ là chưa thể lực có gỗ để đóng trước nhà BI đâu. Vâng, thoải thời điểm sau. Khi mà lượng nhà bị đủ gỗ để xây nhà BI đối với nhà chém là 2 lít. Ô không. Vâng, trở lại anh Hoàng Anh Nhi. Vâng, vừa thấy một tên dân của anh Hoàng Anh Nhi chạy. Vâng, nhưng mà có vẻ như nhà đã kín rồi mà. Vâng, có hai con dân, hai con chém lọt vào đây. Vâng, mà cần phải tí sang thủ gỗ cho tên này. Bởi những tên tách chém tương đối khó chịu đối với người cầm bộ 6 và xi măng trong trận thi đấu này, người cầm Babylon. Và vẫn chưa có tên cung đầu cho Babylon. Và anh Hoàng Anh Nhi đã có rồi. Vâng, tên này tí qua thủ trần lực cho người cầm Summer. Vâng, tại ruộng chính vẫn còn những con chém. Vẫn còn một con chém. Vâng, rất khó chịu. Vâng, những con chém vào và tương đối khó chịu. Và tí tham lai là 26. Tham lai là 26 và vẫn 2BL sóc đều chứ nhỉ. Vâng, vẫn 2BL sóc đều. Vâng, cần cơ cấu lại một tên. Vâng, cho đi. Vâng, khoanh ruộng này và bo lại. Chúng ta trở lại máy đánh cung xem. Nhưng mà anh Hoàng Mai Nhi đã đẩy cung rồi. Còn mặt bên này thì có 2 lọt vào. Còn một tên có lẽ là anh nên giật con cung rồi mình về hết. Còn cần thiết thì dụ được bạn vào. Đúng là dụ được bạn vào đây. Giả vờ như mình không để ý. Giả vờ như mình không biết. Và dụ được bạn vào đây còn không được. Một hai cũng rất tỉnh đoàn trong tên này. Chưa dám thọc vào sâu. Sợ hút vào sâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm và chịu hậu quả lớn. Và vẫn chưa dám bước vào. Đây là chém của 16. Còn là tí sao phải thử. Đứng tại nhà thủ cho Hoàng Hoa Nhi rồi. Trở lại ngay một tí xem tham lai của tí là 23. Vâng, thời điểm này vẫn chưa thể có nâng cấp bánh xe. Cùng đường gỗ có thể cho tí xóa thêm những chữ ruộng. Vò khí lại mặt này. Và đứng chém hoàn toàn bên ngoài thủ cho Hoàng Hoa Nhi. Sẽ là một thế trận hai nhà mình ôm nhau và thủ cho nhau. Tại mặt bên này, tại nhà tí khá đông cơ đơ. Khá đông cung thường hoài tại đây và liếm được một tên dân nữa của mẫu 6. Vâng, có lẽ là tí nên đi chăn dân mẫu 6 một chút đi. Vâng, để về lớp dân Maxe nên. Vâng, dân Maxe mà không fit thì nó hơi vâng, hơi đáng tiếc. Vâng, mặc định là dân Maxe phải cho fit. Khi mà anh tham lai anh Hoàng bao nhiêu là 43 rồi. Vâng, những cái tên lạc đà sau của tí đứng lại thủ nhà phối hợp với cung đờ là hoàn toàn chơi được. Vâng, còn tí cần phải tham lai chém fit dân Maxe. Vâng, dân Maxe sinh ra để fit thôi chứ chả để làm gì đâu. Vâng, chỉ để ép đời thôi, ép đời vào fit thôi. Vâng, đây tại này màu 2 là tương đối đông cung. Vâng, màu 2 có mặt tại nhà màu 6 và tương đối đông cung. Có lẽ là đang chuẩn bị đẩy sang nhà tí.
lực lượng tại những chấm nhà mình. Đây có anh Hoàng anh nhìn, chúng ta xem anh Hoàng anh nhìn nào. Vương Hoàng bên này đội cung thừa được bạn nhìn hơn một chút, nhưng mà mình rất đông lạc đà tại tên này. Vương một tên về chưa được, vẫn có y của Max C công lên. Thời điểm tương đối muộn màng, nhưng mà bên mình rồi chỉ có một y thôi. Vẫn tranh thủ lúc mà một y sinh ra mình phay nổ nhà với y. Rồi khi mà BI nở ra tương đối lâu, còn thời gian đủ cho mình phay một chiếc nhà BI nổ. Rồi đây, không có cửa để chờ với kích cung thừa này. Rồi thậm chí còn phải chạy, không dám thi đấu cơ. Còn có cả sự góp mặt của tí đây. Còn có những cái tên chém chùa ở đây nữa. Tên chém chùa đó thì bác C vẫn y bác C cũng không thể chơi được tên này. Rồi trở lại máy của tí xem. Và cung của bạn đang đứng trên cái dốc cái khe kia. Mình phải giật vào. Còn dụ đội bạn đi vào. Còn dụ đội bạn đi vào. Cứ dụ đội bạn đi vào. Nếu mà đội bạn đi vào là mình sẽ phối hợp vào vẩy e vào cái khe đấy. Rồi anh Hoàng Anh Y có vào nhà chính của tí không? Cung thừa 1-2 tại đây có một kích. Có một tên cung thừa 1-2 tại đây. Cũng khá đông. Rồi nhưng mà tại nhà của tí thì cung thừa 1-2 đã đút vào rồi. Rồi anh máy của anh Hoàng Anh Y. Và anh Hoàng Anh Y đang chơi mặt này. Số lượng cung thừa Summer cũng như là cung thừa Baby Don thì nó ngang phèo thôi. Vâng, về đội bạn, vâng Max C tương đối tụ được cho mình khá đông cung, khá đông y tại đây, ba con mình có cung thừa bắn chùa cũng như chém chùa. Vâng, không thể chơi được tên này sao, mình kẹp. Một tuần đi lỗi của mùa 2 chăng không? Mùa 2 vẫn kịp để ý những tuần vừa rồi. Rồi nhưng mà tuần này có vẻ mùa 2 đông cùng. Còn có vẻ như mùa 2 đông cùng nhưng mà cần dụ được bạn vào đây không? Vâng, đi lên đây. Vâng, anh đem BE và quần tháo nhanh đi. Đúng không, mặt bên này bị tắc hơi đen. Và anh dụ lên đây, anh móc lên đây. Và có một tuần vẩy E trước không? Anh Hoàng có gì? Có lẽ là nên vẩy E trước anh ơi. Vâng, đúng rồi, một tuần vẩy E bắt quần. Vâng, đúng cái thế rồi. Không, anh định chơi cả BB. Vâng, đúng cái thế rồi. Vâng, rơi đúng vào cái thế bị bắt quân của màu 2 và kẹp rất hay. Vâng, một tuần màu 2 mất tương đối nhiều cung thừa. Vâng, một tuần bắt quân tương đối hay của game thủ Hà Nam. Vâng, màu 2 vừa mất khoảng hơn chục con. Vâng, một kích cung thừa màu 2 tại đây, chúng ta thấy cái xác. Và tại nhà A của Hoàng Hoa Nhi có những con y. Nhưng không sao, lượng kích chém này, xô vào đây. Vâng, kích lạc đà này xô vào nhà của người cầm cung. Vâng, có thể đỡ được trong tuần này không? Đối với cung thừa màu 2 chỉ là cung baby. Vâng, mình có thể bỏ nhà. Vâng, mình có thể bỏ nhà. Vâng, mình có thể bỏ nhà bay đơn này. Một mình Max C thì không thể chơi được. Vâng, cần thiết bỏ nhà anh ơi, nhà chính kìa anh. Trong nhà. Vâng, mình cứ chủ động chạy dần. Vâng, cần thiết thì bỏ nhà và xô vào màu 2 tuần này là đội bạn resize thôi. Là sẽ resize. Vâng, trở lại máy tí xem. Hoàng Minh đang đuổi cung rồi. Tí cần phải chơi vào ruộng đi. Vâng, màu 2 đang đuổi cung thừa của màu 2 rồi, tí đi vào ruộng phay dân cũng được. Vâng, màu 2 vừa chạy một đạo cung thừa lên chính góc 12 giờ. Vâng, liệu có phải không? Vừa thấy một tân kích một cung thừa màu 2 tương đối to chạy qua đây. Vâng, tí cần lọt vào nhà màu 2 và ăn dân. Vâng, chém vào ruộng. Vâng, đúng rồi, chém vào ruộng. Vâng, đúng rồi. Vâng, những nông dân đang không để ý và bay ruộng chính của người cầm màu 2. Vâng, chắc chắn là sẽ bay thôi. Làm sao mà đỡ được cái kích tơn lạc đà này. Vâng, đâm sảo vào. Đây toàn là những cái mặt ruộng. Đây là toàn mặt ruộng. Và anh Hoàng Minh Nhi quay lại màu 2 đi anh. Vâng, anh Hoàng Minh Nhi đang bận tay bắt tơn này. Vâng, chắc chắn là bắt tơn này rồi. Vâng, có lẽ là màu 2 khi bắt tơn này là đội bạn sẽ đi sai. Vâng, màu 2 chuẩn bị mất thêm một tơn quân nữa. Và tí đang có ngồi trong nhà chính của người cầm màu 2 rồi. Vâng, theo thông tin tí báo thì chuyển cung A, nhưng mà thời điểm này đâu, mình chỉ cần ốp một tân cung nữa. Chỉ cần cung anh bách vào là màu 2 sẽ đi sai rồi, màu A. Vâng, chuyển cung A tơn này thì cũng không khỏe, tạm thời tí không khỏe nhưng mà có bánh xe rồi. Vâng, màu 2 có vẻ như đổi mạng với tí thôi, nhưng quan trọng Max C thì cũng không thể khỏe. Vâng, Max C cũng không khỏe, vâng, mình vẫn còn một kích cung A Summer.
cái khung cửa Summer và cả một đống dân, một 700 thực của anh Hoàng anh ấy. Hai đang dùng một cái hốc này, một cái hốc chết, một cái hốc chết dành cho màu hai. Vâng, liệu rằng có đường lui không? Liệu rằng có đường lui không anh Hoàng Nhi? Anh chủ động vòng ra sau, vòng ra sau chắc chắn đâu bạn tháo ra đây, đúng rồi. Còn một tuần phán đoán đường đi chạy, đường chạy của bạn rất hay không, nhưng quan trọng không, nhưng mà mặt bên này cục rờ bị tắc. Vâng, mặt bên này rất đáng tiếc, tơn vừa rồi cục rờ bị tắc. Vâng, mình đang chiếm thế ưu rồi, nhưng mà quan trọng là phải bắt một tuần dân của bạn vào. Thế trận là rất ưu rồi, nhưng quan trọng là mình cần phải liếm được một tuần dân. Vâng, tạo điểm nhấn trong trận thi đấu này. 7 e bắt một đạo dân của màu 2 thì tươi. Màu 2 ôm dân chạy rất nhiều tại cái thời điểm vừa rồi. Còn nếu như tình huống vừa rồi mà cung rờ của không Hoàng Hoa Nhi không bị mắc, chắc chắn là màu 2 chết khoảng 1 phần 3 cái số dân kia. Còn dân màu 6 thời điểm này chắc chắn không còn nhiều đâu. Mình chỉ cần có cung rờ đi bắn tỉa cái là chết. Tạm thời thì chưa có ai soi tham lai một tơn, không biết là màu hai còn giữ được cho mình tham lai nhiều không. Nhưng mà quân có vẻ là mất nhiều rồi, đội bạn đang chuyển cung A, còn phải đi chăn vàng với nhiều chăn thực. Chắc chắn thời điểm này đội bạn không chơi cung R rồi, chưa chuyển công cung A hai áo. Một sáng một tí đi, mình tham lai đã lên con số là 18. Vâng, có quay lại nhà màu hai một tơn không? Vâng, có lẽ là nên quay về nhà màu 2 một tơn. Và màu 2 tơn này có vẻ là tích cho mình được số lượng cũng tương đối đông cung A. Vâng, vâng, chính xác là như vậy. Mình không có cửa để chơi với cung rờ tơn này đâu. Có cả sự góp bàn của những con Y Maxi. Vâng, tạo cái tơn này thì vẫn chưa được. Vâng, nhưng mà quan trọng là đừng để đôi bàn tụ cung A. Vâng, có vẻ quan trọng là tránh cái tình trạng đội bạn có thể tụ được cung A và kẹp với con Y Max C, và một thế trận sẽ khoai. Hoàng Mai nhỉ, rằng những trong trận thi đấu này liệu rằng anh có cần lên đầu máu không anh? Vẩy e tơ này, vâng, đội bạn đen e để mình vẩy đây. Quan trọng là không nên để bạn tụ lại cung A để phối hợp với con Y Max C. Nếu để phối hợp như vậy là tương đối khoai. Đã hồi lên con số là 27. Có một số lượng chém nhất định. Vâng, có lẽ là tí đã đi quản lại những nông dân của màu 6 rồi. Quan trọng là màu 2. Màu 2 đang ổn định tại nhà. Có lẽ là thời điểm này đang dần dần ổn định tại nhà mình. Vâng, tham lai đang bắt màu 2 đang bắt đầu nở ra. Vâng, cần phải để ý khi mà trong nhà màu 2 là có một bãi vàng. Như vậy là một đoàn hai đã bắt đầu đi quân gì lên cái hốc của mình. Người quan trọng không nên để màu hai to khỏe ra trận gì đó này, và bắt cái tên lẻ này trước khi mà màu hai di chuyển tương đối chậm. Đều là những con cung A. Vâng, chắc chắn thời điểm này thì màu hai đang chuẩn đã quay trở về nhà và cơ cấu lại rồi. Vâng, vậy e bắt tên lẻ này của màu hai. Kích trên anh có thử sồ một tơn coi anh. Em thấy số lượng trên này tương đối đông cung A. Và tí có bắt mặt trong này rồi. Không, chúng ta bỏ vào máy tí. Và không biết rằng tí đã lọt vào trong nhà này. Vâng, lượng ruộng của màu 2
dường như không thấy dân làm nhiều. À đây, mùa 2 có dần. Chúng ta xem máy của Hoàng Huy Nhi đi, máy cùng cho nó toàn cảnh. Còn cái tên kia anh sổ vào, còn cái tên anh sổ vào đi. Mùa 2 thì vẫn chưa giật quân về cứu. Đây số lượng dân mùa 2 rất ít. Còn có khả năng mùa 2 có một đạo dân nào nữa để hồi chăng. Cái này sổ được và đứng trên dốc luôn. Còn đứng trên dốc và có sự phối hợp. Và mùa 2 bắt đầu giật quân về. Để ý đằng sau, mùa 2 đang giật quân về. Một chén cần phải đảo mặt dưới. Vâng, nên bắt mặt dưới trước. Nên bắt cái tên ở ruộng mùa 2 trước. Có khi mà chỗ đấy là đông. Quyết định rút rồi, chưa chơi tuần này. Còn lượng gỗ của anh Hoàng Mai Nhi tương đối nhiều. Rất nhiều. Cơ cấu xóa ruộng ra và trâu lên. Vừa cần thiết anh có làm cái đầu máu của anh. Còn có một thêm một chút đầu máu để chơi sẽ trâu hơn, khỏe hơn. Còn đây, 16. Con dân 16 này đang ăn được 5 lượt. Đẻ ra được con dân. Đội bãi bắt đầu bung ra, cơ sở này ăn vàng. Vâng, cần phải để ý trong góc 3 giờ đội bãi vẫn còn một bãi vàng. Vâng, có lẽ thời điểm này thì màu 2 bắt đầu tù vàng dần khi mà trong nhà chỉ có một bãi vàng. Vâng, xem máy của tí nào. Vâng, liệu rằng Tham đã fit chưa? Vâng, làm một quả đi fit luôn. À, Tham fit rồi. Đơn chém vào đây để tránh cái tình trạng đội bạn đẻ dân ra. Đơn chém nhà chính trước và BB. Cái nhà nào có thể soi xây được quân chơi hết. À đây đây đây. Giấu dân vào đây. Điện bác sẽ giấu dân vào trong nhà của tí. Cứ bỏ qua đã cho đoạn núp tí. Đơn chém những nhà này trước. Cố gắng là một tờ trò về lơ đi fit này. Ý đồ của tí. Vâng, và tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 5. Còn hai thằng dân này dâng y. Vâng, như vậy chúng ta tiến thắng chiến thắng trong xây đấu thứ 5 này với tỷ số là 3-1. Vâng, có lẽ là kèo đầu chúng ta sẽ nghỉ tại đây thôi. Vâng, buổi tường thuật trực tiếp của AI Hà Nam xin được kết thúc tại đây. Vâng, và chung cuộc chúng ta vâng, tỷ số là 2-3 VC. Vâng, và tỷ số 2-3 VC. Vâng, hẹn gặp lại tất cả các anh em tại những kèo đấu tiếp theo của AI Hà Nam.